một phần nào. Rồi, mẹ con 2, 3, 6, 7. Siêu sao rồi, giữa đầu vẫn Holy Hope giúp đỡ để đấu chung kết. Mỹ ta đối đầu với Vững Tâm, sẵn sàng trận đấu chung kết bảng B. Mỹ ta đối đầu, sẵn sàng. Và dành cho Vẫn Hơn 2 điểm. Rồi, con quay kế tiếp cho em ơi. Rồi, con quay trong tay của mình. Con quay trong tay. Rồi, 1, 2, 3, 6, 7. Cây xo Kavis bắt đầu với Smarter Kavis. Trận đấu lần này Thủy Khe sẽ nhận lại điểm hay Vẫn Hơn sẽ kết thúc trận đấu. Ta đang đón xem trận đấu chung kết bảng B, chuẩn bị. Rất mạnh, quay thủ rất mạnh. Đó là một pha móc quay có điều hướng của Vĩnh Hưng, di chuyển bên ngoài để tránh những đoạn tấn công của đối phương. Mỹ Khang đánh chiếm vị trí trung tâm. Hai bạn đang tấn công. Đây là trận đấu sẽ nghiêng về độ stamina. Còn quay nào có stamina nhiều hơn sẽ là cái quay trận chiến thắng nha. Có vẻ như con quay của Vĩnh Hưng đang giành lợi thế. Chúng ta chờ đợi kết quả. Vĩnh Hưng đã thua với con quay Starter các bạn. Không biết trận đấu này sẽ như thế nào đây. Hãy đặt niềm tin cho con quay nào. Có vẻ như con quay của Vĩnh Hưng đang mất lợi thế. Ta chờ đợi xem. Wow! Và Nguyễn Khe nhận lại được một điểm tiếp tục. Và tỷ số chúng ta hai đều rất căng thẳng. Hai bạn ngồi xuống. Lựa chọn tỉ mỉ của Vĩnh Hưng. Bây giờ lựa chọn tỉ. Ok chưa? Quyết định. Chuẩn bị chưa? Đứng lên, sâu quay. Rồi. Mình đang sử dụng con quay khai bạc, còn Vẫn Hưng lại sử dụng con quay Zero Scalper. Có vẻ đây là một trận đấu không cần sức, chuẩn bị. 3, 2, 1, go! Không thể tin được, đó là một con quay chính xác của Zero Scalper của Vẫn Hưng. Với một cú đánh trả đối phương cách khỏi sàn, ông vừa finish và Vẫn Hưng nhận được chiến thắng số 3-2. Rất hay đến từ Vẫn Hưng, rất tiếc. Yêu hồn cho Mỹ Khang. Một quay được quay rất là chính xác rồi. Nhưng mà lại không đáng trước là đối phương không phải một quay rất chính xác. Rồi, và là chúng ta đã có kết quả của bảng B. Và chức vô địch sẽ dành cho bạn Vĩnh Hưng. Rồi, Mỹ Khang cũng rất là xuất sắc đúng không? Chúng ta vẫn có bé để các chị giải lời hai cho con. Ok. Hai bạn bắt tay nhau. Sau đây chúng ta sẽ đến với